Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, sau đây mình xin trình bày một tác phẩm Tri thức và Đạo Phật. Đôi điều góp ý với tiến sĩ Dương Ngọc Dũng. Trong những ngày vừa qua, Phật tử xuất gia cũng như tại gia, trong nước cũng như ngoài nước, đã mạnh mẽ lên tiếng chống đối, phản biện, lên án, góp ý với một giáo sư trường Đại học Khoa học và Xã hội Nhân văn Việt Nam tại Sài Gòn về thái độ cùng với lời phát biểu trực tiếp, công khai mạ lị và chống bán với giới tu sĩ Phật giáo. Nhân vật đối tượng của sự phản đối đó là ông Dương Ngọc Dũng, có học vị tiến sĩ ngành tôn giáo học tại trường Đại học Boston, Hoa Kỳ. Tiến sĩ Dương Ngọc Dũng đã nói gì về Phật giáo? Ông Dương Ngọc Dũng, 64 tuổi, tiến sĩ tôn giáo học, đang là cán bộ quản lý bộ môn và giảng viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc Đại học Quốc gia Sài Gòn. Người đã có những phát ngôn làm dậy sóng cộng đồng Phật giáo trong thời gian vừa qua. Xin trích nguyên văn lời ông Dương Ngọc Dũng nói đã được phát tán rộng rãi trên các mạng lưới thông tin online và trang nhà xã hội. Người không có công ăn việc làm, mồ côi hoặc nghèo nên cha mẹ gửi vào chùa. Từ chuyện đáng lẽ chết đói đi ăn xin ngoài đường, thì đột nhiên vào chùa có sư nuôi rồi được thiên hạ đến cúng. Mới hôm qua người ta gọi mình bằng thằng, nay chỉ cần cạo đầu, mặc bộ đồ lam tự nhiên được gọi bằng thầy. Có chỗ ở, được cho đi học, đi tới đâu người ta kính nể tới đó, thì hỏi có thích không. Họ chỉ mượn bóng cử thiền để trải qua cuộc sống một cách dễ chịu, thay vì phải tự mình đi lao động ở ngoài. Dân Việt Nam có truyền thống tốt đẹp là tôn trọng tăng ni, thấy sư là phải chắp tay cúi đầu, bất kể sư gì, tu thiệt hay tu giả. Những sư giả chỉ cần rèn kỹ năng về giao tiếp, chịu khó học kinh, đọc sách giống như hổ mọc thêm cánh, thiên hạ sẽ tới quỳ bái. Vì thầy không những có đạo đức chân tu mà còn uyên bác, hiểu rõ về đạo Phật. Thật ra, qua phần trích dẫn này tôi đọc được thật ý hay ẩn ý của ông Dương Ngọc Dũng muốn nói về hai thành phần tu thật và tu giả. Chân tu Phật giáo hay tà sư ngoại đạo trong hiện tình đạo Phật Việt Nam. Nhưng đáng tiếc là ông đã nói hàm hồ, ngậm cháo, không rõ vì không áp dụng cái phương pháp luận cần thiết trong văn từ chính luận mà ông đã học được trong quá trình viết luận án tiến sĩ tôn giáo của ông ở Mỹ. Cộng vào đó cung cách ứng xử của ông trong phần thuyết trình Phật giáo trước cử tòa đã bồi thêm những nét tiêu cực về thái độ của ông đối với Phật giáo. Khi xem qua những video clip trích đoạn hình ảnh của ông trước cử tòa, tôi hơi ngỡ ngàng vì thất vọng về tướng cũng như tánh của một giáo sư đại học chuyên ngành tôn giáo nói về Phật giáo. Khác hẳn với những hình ảnh trang trọng trong các buổi thuyết pháp và pháp thoại ở Việt Nam tại những ngôi chùa viện như chùa Hoằng Pháp, chùa Giác Ngộ và nhiều nơi khác tại Việt Nam, tiến sĩ Dương Ngọc Dũng đã phục sức lết thết như người đi dạo cà lơ phất phơ trên hè phố trước một đám cử tòa chen lấn nhếch nhác, và bằng một tuồng ngôn ngữ tùy tiện có chỗ dung tục khi nói về các nhà sư Phật giáo, kể cả Việt Nam và quốc tế. Trước phản ứng càng lúc càng tăng của đại chúng Phật tử và thân hữu trong mấy ngày qua, tiến sĩ Dương Ngọc Dũng đã viết thư xin lỗi. Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cho biết sáng 7 tháng 11 năm 2019, ông Dương Ngọc Dũng đã trực tiếp đến Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội thành phố Hồ Chí Minh xin lỗi và bày tỏ lòng sám hối. Thư xin lỗi của tiến sĩ Dương Ngọc Dũng
với tinh thần tự giác giác tha. Truyền thống của Đạo Phật, lời xin lỗi của ông Dũng được đón nhận qua ba luồng dư luận. Một là thành khẩn, hai là thành khẩn nhưng chưa đủ, và ba là chưa thành khẩn. Dẫu ở một tầm mức nào thì ông thì tổng hợp kết quả tâm lý chung hoan hỷ trước lời xin lỗi của tiến sĩ Dương Ngọc Dũng. Đôi điều góp ý với tiến sĩ Dương Ngọc Dũng: thưa anh Dương Ngọc Dũng, là một Phật tử đã gần trọn đời tin theo và sinh hoạt với Đạo Phật Việt Nam, với nửa đời trong nước và nửa đời nước ngoài, tôi quý nhất ở Đạo Phật là tinh thần trung đạo so với trung dung của Nho giáo. Tôi cảm thấy mình quá may mắn được tiếp cận và thưởng thức Phật giáo để suy nghĩ, hành động và bày tỏ niềm tin yêu của mình đối với Đạo Phật, để vận dụng và thực hành trong cuộc sống thăng trầm suốt hơn 70 năm. Tôi hơn anh 10 tuổi và cũng có chút định học hành như anh tại đất nước Hoa Kỳ này. Đạo Phật đến với phương Tây nói chung và Hoa Kỳ nói riêng là một món quà tinh thần được trân trọng đón nhận với một luồng gió mát tâm linh, mà tâm điểm thiện xảo nhất là thiền định và chánh niệm. Nhân sự cố đã xảy ra cho anh trong mấy ngày qua đã làm dấy lên câu hỏi: tri thức và Đạo Phật có đồng hành được chăng? Tuy sao thư và lời xin lỗi của anh, sự cố đã thành cố sự, nhưng trong lĩnh vực tâm linh và nhân văn thì mỗi sự việc xảy ra đều có dấu ấn và tiếng vọng lâu dài sau đó. Tôi xin được chia sẻ và góp ý với anh về ba điều: một, tri thức và Đạo Phật. Đạo Phật là một hệ thống tư tưởng tự do, không biên cương giới hạn và giúp thỏa mãn sự tìm cầu về hiểu biết từ người không biết chữ, có đời sống hoang dã đến hàng bác học, luật sư, luận sư, không phân biệt, từ người bình dân chỉ biết niệm A Di Đà Phật và hiểu giáo lý mà nhà Phật đơn giản như nhân nào quả nấy, ở hiền gặp lành, cho đến những đầu óc trí tuệ siêu việt hay Nhiêu Khê đều tìm thấy biển rừng kiến thức trong ba tạng kinh điển Phật giáo. Nhưng chung cuộc thì rồi Tứ Diệu Đế, Bát Chánh Đạo, Vô Lượng Pháp Môn, trùng trùng duyên nghiệp cũng thấy điều bị bỏ lại bên bờ hình hài sắc tướng. Cho nên những gì mà chúng ta xin cho là giá trị nhất trong ngôn ngữ âm thanh hình tướng rồi lại cũng là không. Và cái hiện hữu mà nhân gian gọi là trí thức thì cũng chỉ bảo bào ảnh mây khói giả tướng trong nhãn quan Phật giáo mà thôi. Trí thức học hàm, học vị, phàm trần nếu có tâm trong thì khi đi vào Đạo Phật thì cũng như mong được xếp vào hạng thiện trí thức mà thôi. Thiện trí thức là danh từ chỉ một người bạn đạo, người Phật giáo nguyên thủy. Danh từ này được dùng để chỉ một vị tăng đạo hành, người nắm vững lý thuyết Phật pháp và thực hành thiền định, có thể giúp đỡ những vị khác trên con đường tu học. Thiện tri thức được phân định thành ba hạng: giáo thọ thiện tri thức là bậc thầy, người có khả năng hướng dẫn dạy dỗ trên con đường tu học. 2. Đồng hành thiện trí thức là người đồng tâm, đồng thành, đồng hành cùng tu tiến. 3. Ngoại hộ thiện trí thức là người giúp cho những tiện nghi, tạo điều kiện tốt cho người tu hành. Cho nên thiện trí thức trong Đạo Phật có thể là người thầy, người bạn, vợ con, chứ không y cứ vào văn bằng học vị. Bởi vậy, rất tiếc là mảnh bằng tiến sĩ khoa ngôn tôn giáo của anh Dương Ngọc Dũng chẳng giúp được gì nhiều cho anh trong quá trình học và hành trong Phật đạo. Đầu tháng 11 năm nay, tôi có chuyến về Philadelphia
thuyết trình ở Đại học Haverford ngày 1 tháng 11 năm 2019. Nhân dịp này, tôi và anh Nguyên Thanh có lái xe lên Boston cách Philly 4 giờ 30 phút lái xe ghé vào Đại học Boston University Tôn giáo, khoa tôn giáo. Mới hay rằng chương trình tiến sĩ khoa tôn giáo ở đây vẫn còn ở ngoài tầm xa để nghiên cứu và thâm nhập đạo Phật. Bởi vậy tôi không ngạc nhiên khi anh với tư cách là một giáo sư Đại học Khoa học, Nhân văn và Xã hội lại nói về đạo Phật một cách hời hợt và phiến diện ở dưới tầm mức sơ cơ như thế. 2. Thân thế nhà tu. Có thể nói đi tu là một cuộc đời, một cuộc đổi đời, chuyển mạng tái sinh trong Phật giáo. Xuất gia không đơn giản là việc thay đổi hình bóng tướng, cạo đầu, khoác áo nhà tu như một vở kịch trên sân khấu trước mắt. Nếu có chút kiến thức cơ bản về triết lý nhà Phật, anh Dũng tất biết về khái niệm nghiệp duyên trong đạo Phật mà xuất gia là đại thị thại thuyện duyên trong một kiếp nhân sinh. Trong lịch sử Phật giáo Việt Nam đã có chứa con rơi bị đem bỏ vào chùa, sao thành chú tiểu chùa cổ Pháp Lý Công Uẩn. Và vương dậy làm minh quân Lý Thái Tổ, khai nguyên triều đại nhà Lý, huy hoàng và cực thịnh trong lịch sử Việt Nam. Cho nên khi anh đem hoàn cảnh xuất thân của các tu sĩ Phật giáo mang tính giả danh giả định và cường điệu để nói đến các nhà tu là một việc làm thiếu thận trọng và tùy tiện mà giới học thuật nên tránh. Mỗi tu sĩ là một cá nhân, có hoàn cảnh xuất thân riêng. Trong lòng đạo Phật xưa nay, ở đâu và thời nào cũng có những thành phần phàm tăng, tà mị và anh gọi là tu giả. Tôi tin rằng chư tăng tôn túc và hàng Phật tử thuần thành đều tán thán công đức của anh nếu anh nhận diện và minh thị được những thành phần tu giả đã và đang làm cho Phật giáo bị ảnh hưởng phân hóa, thoái trào. Trong khi anh xuất thân có chút kiến thức đại học và phương pháp luận của người đã viết luận án tiến sĩ ở Mỹ thì ít ra anh cũng viết biết vận dụng kỹ năng tham vấn và khảo sát. Đó là việc tìm hiểu thân thế và sự nghiệp của hàng giả tăng để đưa ra trước công luận. Đáng tiếc anh đã phát biểu và vơ vàng tùy hứng nên bị phản tác dụng. Nền tảng 3. Nền tảng đạo Phật. Trong một phát biểu khác, tiến sĩ Dương Ngọc Dũng đã khẳng định nền tảng của đạo Phật đã lung lay từ lâu. Nếu đó là phát biểu vội vàng của một người kém cỏi, thiếu kiến thức tổng quát thì không nói gì. Thế nhưng đây là phát biểu của một người dạy đại học 65 tuổi, có bằng tiến sĩ ngành tôn giáo tại Mỹ như anh Dương Ngọc Dũng, mới đáng là một đề tài bàn luận. Theo anh Dũng thì nền tảng đích thực của một tôn giáo đặt trên căn bản nào? Trên số lượng tín đồ, số đếm chùa viện, số lượng tăng ni chăng? Anh Dũng hiểu thế nào là nền tảng tôn giáo? Anh có phân biệt được đạo Phật và các tổ chức sinh hoạt đạo Phật và quần chúng theo đạo Phật không? Chẳng lẽ bởi anh bịt mắt nên mặt trời không sáng, bị bưng tai nên chim không hót và ta không học nên người hàng xóm mù chữ hay sao? Lẽ nào bởi chùa Ba Vàng thực hành tà đạo, chùa Phật Quang bị ni cô bán đứng, tu sĩ Thích Thanh Toàn loạn động thiền môn thì nền tảng đạo Phật lung lay, rồi Tứ Diệu Đế Bát Chánh Đạo Tam Pháp Ấn lạnh lùng biến mất? Lịch sử Phật giáo đã trải qua hơn 2500. Trong biển lặng mênh mông mà không khi nào lặng sóng,
của một tôn giáo lấy tánh không và duyên khởi làm nền tảng. Sự lung lay nền tảng mà anh Dũng đưa ra là một sự giả định thiếu căn bản nghiên cứu và lý luận nghiêm túc. Thật ra sự loạn động của Bồ Đề Đạt Ma, A Xà Thế, trùng sư tử ăn thịt sư tử đã có từ thời Đức Phật. Còn tại thế chứ đâu Phật có thời nay. Suốt 25 thế kỷ đầy biến cố, Bà La Môn đánh phá, Hồi giáo tàn sát, nhưng Phật giáo vẫn trường tồn cho đến hôm nay. Sự phân hóa chia thành bộ phái, tăng đoàn, giáo hội chỉ là hiện tượng bề mặt của những đám rong rêu hay thuyền bè trên biển. Phật giáo là đại dương thì làm sao những bám thuyền bè, rong rêu của chùa Ba Vàng, Phật Quang và tu sĩ Thanh Toàn hay nhóm phái này, thế lực nọ tà lại đủ lực tác động làm bẩn đại dương, làm lung lay nền tảng đạo Phật kia chứ. Theo tôi, các đoạn video ngắn của anh Dũng nói chuyện với đại chúng, tôi chưa hề được hân hạnh thấy một tia sáng nào về tư tưởng và sở học Phật của anh. Bất luận anh là tín đồ tôn giáo nào hay không theo tôn giáo nào, nhưng đã là một nhà giáo, một tri thức trong lĩnh vực tôn giáo thì sự trang bị kiến thức Phật học là một luân lý chuyên nghiệp. Ngày xưa các giáo sư của tôi ở Đại học Văn Khoa Huế là những linh mục như các vị Nguyễn Tiến Huynh, Trần Thái Đỉnh, Nguyễn Ngọc Lan, Nguyễn Phương, Nguyễn Hòa Nhã đều trang bị kiến thức Phật học khá sâu sắc. Sau ngày xin lỗi và sám hối như báo chí đưa tin, tôi ước mong anh Dương Ngọc Dũng, nếu còn có chăng một lần nào đó phải xin lỗi với Phật tử, thì lời xin lỗi đó chưa trang bị đủ kiến thức Phật học để vận dụng suy tư và ứng xử trong cuộc sống. Và xin nói nhỏ là đến nay bản thân tôi vẫn thường xuyên tự lặp lại những lời sám hối tương tự như thế mỗi lần đối diện với vô lượng Phật pháp. Lời kết: khi tôi đang viết những dòng cuốn bài này thì được tin Hòa Thượng Thích Trí Quang vừa viên tịch tại Huế. Như có một sự trùng hợp ngẫu nhiên là 5 năm trước, tôi cũng được trực tiếp nghe thầy bàn về cái học, cái trí thức cần thiết để hiểu đời và sống đạo. Nửa sau của thế kỷ 20, nhân vật Trí Quang có một chỗ đứng đặc biệt trong Phật giáo và lịch sử Việt Nam, đặc biệt vì thầy có nửa đời cất tiếng hào hùng của pháp âm, pháp khí và nửa đời im lặng sấm sét của pháp hành, pháp môn. Xưa, người nhân nói nhiều mà không nói gì cả, người trí không nói gì cả mà nói rất nhiều. Trí huệ sinh ra trong tĩnh lặng, rỗng rang, và vô minh sinh ra trong oán hờn, náo động. Ý nghĩa lăng mang về Phật giáo và chính trị, Phật giáo và tri thức, những cặp đôi đời và đạo hiện ra rực rỡ, mông lung nhạt nhòa và trôi về rỗng lặng. Cuộc đời của thầy Hòa Thượng Thích Trí Quang có hai điều quá đơn giản, ngoài tầm dự tưởng bình thường làm cho đại chúng ngỡ ngàng, đó là tập hồi ký Trí Quang tự truyện năm 2011 và di huấn tang lễ của thầy 2019. Tôi có thiện duyên được gặp lại Vấn An thầy tại chùa Già Lam tháng Giêng năm 2014, nhờ bạn Lê Duy Đoàn chở liều đến, sau khi nhờ anh Trần Tuấn Mẫn, tổng biên tập báo Văn Hóa Phật Giáo, và thầy tổng biên tập báo Giác Ngộ giúp tạo cơ hội gặp thầy, nhưng không thành. Trước mắt tôi là một nhân vật huyền thoại, một vị chân tu, một chính khách, một nhà chiến lược, một cụ già thô
thôn già, một ẩn sĩ ưu thời mẫn thế. So với thời những năm 60, thầy lên cân, khuôn mặt đầy đặn, không còn nét góc cạnh. Tài tử Hollywood xuất hiện trên báo Time với tiêu đề "Người làm rung rinh nước Mỹ". Nhưng đôi mắt thầy vẫn còn thâm thẳm, tinh anh, toát ra một sức mạnh đồng thời thu hút và ưu việt, khiến người đối diện e dè. Thầy có nhắc đến bài điểm sách nhan đề "Không vẫn hoàng không". Lễ nhập Kim Quang, Hòa Thượng Thích Chí Quang đang diễn ra tại chùa Từ Đàm, Huế. Hôm đó được nghe thầy nói mà như không, chẳng nhận định, kiệm lời. Lúc đó, với phản ứng tâm lý tức thời trong im lặng, tôi cho là lạc đề khi thầy nói như sau: "Không phải anh mà nhiều người viết về tôi, nhưng chẳng có ai hiểu tôi cả. Tôi là một thầy tu, các anh không hiểu tôi mà viết về tôi thì chẳng trúng trặc vào đâu cả." Được gặp thầy khoảng 45 phút, thầy nói như độc thoại về Nhật Bản và Mark Athol, về cái học ngày nay, về tri thức và về ý nghĩa của thầy trong chữ nghĩa. Trước khi phái thầy ra về, tôi chỉ hỏi được một câu, và đó cũng là một câu duy nhất được thầy trả lời. Tôi hỏi: "Bạch thầy, xin thầy có lời di giáo nào cho thế hệ đàn em không ạ?" Thầy trả lời: "Học. Tôi cũng đang học, các anh cũng phải học, ai cũng phải học cả." Thật tình là tôi thất vọng và có cảm tưởng như thầy không cần phải biết người đối diện là ai, không muốn ai hỏi mà cũng chẳng cần ai trả lời. Cho đến sáng nay, tôi thắp nhang lễ Phật và lâm râm khấn nguyện cầu bái biệt thầy, đảnh lễ Phật, nhớ thầy Chí Quang. Những thắc mắc băn khoăn hôm nào như được tự thân hóa giải. Tôi chỉ còn biết nhắc lại tên bài viết năm xưa: "Không lại hoàng không". Sacramento, California, ngày 9 tháng 11 năm 2019. Nguyên Thọ Trần, Kim Đoàn. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.